Trời sao mẹ chồng gì đâu mà ghê quá, sợ. Em không có dám lấy chồng, mẹ sợ. Trong 2 tháng về ở với nhau thì em thấy ở cái người vợ của mình có những cái điểm gì mà em cảm thấy em rất hài lòng? Khi mà vợ mà ở nhà á là luôn luôn bám theo mẹ luôn. Bám theo mẹ em. À tức là mẹ, vợ rất hợp với mẹ. Vợ hợp với mẹ. Tuyệt bám vời. Theo mẹ. Sáng dậy đi chợ nè, ở nhà là trong bếp phụ mẹ các kiểu nè, nói chung là cứ bám theo mẹ. Mẹ đi đâu là bám theo đó. Mẹ ra đường bám theo mẹ đi ra đường, mẹ đi vô trong nhà bám theo mẹ đi vô nhà. Ủa. Vậy là yêu mẹ chồng. Trước khi mà lấy chồng á, em coi mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu á, xong em thấy là trời sao mẹ chồng gì đâu mà ghê quá, sợ. Em không có dám lấy chồng, mẹ sợ. Mà xong thấy mẹ chồng tuyệt vời quá vậy, hiền lắm, hiền như cô tiên nhá. Chiều em từ giấc ngủ cho tới bữa ăn luôn, ví dụ như ăn thì kêu là hôm nay con ăn gì mẹ đi mua, ăn được không con mẹ, hoặc là con thích ăn cái gì. Nên là em quý. Thế còn em thì sao? Trước khi mà lấy ảnh á thì em có nói với anh là em thích một người giống như ba em, là tâm lý hiền, biết quan tâm, lo lắng, ga lăng. Ảnh có đủ hết luôn. Đôi này là rất là sướng ở chỗ là bố cũng tuyệt vời mà mẹ chồng cũng tuyệt vời luôn. Chả còn cái gì điều gì để mà nói đó. Thế chắc có bây giờ hỏi này này, có thể có gì không hài lòng với nhau không? Đó. Dạ, ảnh thích thả bom. Thả bom. Ảnh ngồi trong phòng máy lạnh á, ảnh cũng giống như sáng sớm. Dạ, vợ yêu buổi sáng, chung vợ yêu ngày mới tốt lành, sau ảnh cái tuổi. Trong xe hơi cũng vậy. Em ơi, anh chuẩn bị. Nó có dậy mùi không em? Cái điều kinh khủng nhất ấy là có bao giờ chùm chăn lại không? Dạ có luôn. Có luôn. Ôi. Lâu lâu anh mới về, một tuần anh mới về và anh phải làm một cái điều đó cho em đáng nhớ. Này cưng, chùm chăn lại, thả. Em không có gì kinh khủng bằng luôn. Chưa kể là anh mở cửa phòng ra. Em ơi. Đóng cửa phòng lại. Những lần như vậy mình thấy phản ứng của vợ mình vui lắm không Vương? Dạ vui với anh. Nhưng mà vợ em cũng đâu có kém đâu. Vợ cũng không kém. Rồi chúc em khai. Một hồi tới em đi nghe. Rồi tiếp tục. Đi nói gì nữa. Mỗi lần cọc là như thế nào? Em. Hả? Là vậy thôi hết rồi. Ủa vậy thôi. Em à? Không nữa là đập đồ này kia. Em nói rồi mà không nghe vậy đó. Ồ. Nhưng mà mỗi nhưng lần mà... vậy thì em sợ không? Dạ không, tại kiểu như ảnh kìm được cái bản thân của ảnh á. Em vậy thôi. Thôi vậy thôi. Không thôi. Trời ơi, còn cái gì ghê gớm hơn nữa không? Vậy đâu thế nào vậy? À, đập đồ đúng không? Đập đồ. Là có đập đồ đúng đập không? Đập lỗ hổng không? Đập mạnh đó, kiểu như là cầm cái chổi đập mạnh đúng xuống rồi. Cái là, nhưng mà không phải là đập vỡ đồ đúng không? Dạ đúng. Có khi nào ảnh về nhà ảnh mang những cái phong thái của người lính về nhà hay không? Dạ có, giống như là sáng 5 giờ sáng. Em ơi, dậy dậy tập thể dục với anh. Mà em có thích không? Dạ không. Cái đó là tật xấu đó em. Mỗi lần em không thích thì sao? Không, em ngủ nữa. Dậy không, rồi em quấn khăn em chùm lại em ngủ. Là ba tật xấu rồi đó em. Thôi bây giờ đến lượt Quân đi. Quân Bóc phốt, chúc đi. Vợ em thì cũng đâu có kém em đâu. Thì trong xe hơi cũng vậy thôi. Em mà có thả bom á thì em còn nói cho vợ. Vợ đây im im mà. Làm nó im luôn mà không nói năng gì hết. Rồi em đâu có chạy được nữa đâu. Rồi gì nữa? Còn tật xấu gì nữa? Dạ, tật xấu thì cũng không có nhiều nhưng mà cũng hay gọi là mít ướt lắm ạ. Hay khóc lắm, dễ khóc lắm. Dễ khóc. Nói cái gì mà mình ý của mình á là mình không có cái ý nó tới như vậy mà kiểu như lại cứ nghĩ sâu xa đó. Thành ra lại tự buồn tự khóc. Hay suy diễn đúng không? Dạ, hay suy diễn lắm. Mỗi lần thấy vợ khóc vậy thì em như thế nào? Thấy khóc rồi bắt đầu lại phải xin lỗi. Nịnh. Chứ biết sao không vậy? Biết trời trăng gì cũng xin lỗi luôn nghe hả? Dạ không, không biết gì cũng xin lỗi. Phải biết nhận lỗi. Không vợ sai mà vẫn nhận lỗi. Đây là một người đàn ông tuyệt vời. Thấy thương không? Không sai, không phải nhận lỗi. Quá thương luôn. Thế em có muốn vợ thay đổi điều gì không? Bớt mít ướt lại tí. Suy diễn nhiều quá. Cho nên là khiến nhiều người em áp lực đau đầu nhưng lắm. Nhưng mà em phải thương bạn ấy vì bạn ấy phải xa mẹ, dạ xa vâng. Bố, xa gia đình để về làm dâu nhà em. Người phụ nữ sẽ tâm lý luôn luôn là như thế. Khi mà mình phải xa gia đình để mình về một gia đình mới ấy, thì mình sẽ bị nhớ bố, nhớ mẹ đúng không em? Nhớ nhà mình hay khóc đúng không? Mỗi lần mà thấy vợ khóc ra ôm lại ôm vợ thật là chặt. Và chỉ đơn giản thế thôi, chứ ra phụ nữ đâu cần gì hơn đâu đúng không em? Thế còn Trúc thì Trúc mong muốn Quân có những cái thay đổi gì không? Hiện tại thì không, tại vì ảnh đã tuyệt vời. Ôi. Đáng yêu thật sự.